Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án AirDrop trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDrop đến từ Supla mọi người nhé. Dự án mọi người sẽ ăn chia nhận được token đến từ dự án này. Ok, để tham gia kèo AirDrop này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu này cho mình nhé. Đầu tiên mọi người vào đây, mọi người sẽ bấm cho mình. Ở đây mọi người có thể log in bằng hoặc là mọi người có thể không cần log in cũng được, nhập tên của mọi người này, nhập địa chỉ email của mọi người, sau đó bấm enter AirDrop. Ok, bây giờ mọi người join vào kênh trên New Telegram nhiệm vụ đầu tiên. Vào đây các bạn bấm tham gia kênh cho mình, sau đó quay trở lại AirDrop. Ở đây mọi người sẽ nhập username kênh Telegram của mọi người vào đây cho mình nhé. Rồi sau đó bấm vào tôi đã follow. Tiếp tục do vào kênh channel ở kênh Discord dự án. Ở đây mọi người đã không join được đúng rồi thì chúng ta quay trở lại Telegram kiểm tra trên kênh Discord trên Telegram nhé. Mọi người tìm kênh Discord để Telegram có không. Ở đây kênh Discord đây, mọi người join vào kênh Discord trên Telegram này cũng không được. Hình như kênh Discord này đang bị lỗi mọi người nhé. Đây, Discord này không được rồi. Chúng ta sẽ tìm cái Discord khác. Ok, nếu như một lát nữa mình tìm được cái Discord thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người nhé. Mọi người nhập username vào đây cho mình luôn. Sau đó bấm tôi đã do vào server rồi. Tiếp tục follow kênh Twitter. Ở đây các bạn bấm theo dõi kênh Twitter cho mình. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng, mọi người có thể like và retweet lại bài đăng này. Ok, tiếp tục quay trở lại AirDrop. Các bạn gửi username kênh Twitter mọi người vào đây cho mình. Sau đó tích vào tôi đã follow. Ok. Retweet lại bài đăng. Ở đây sao lại vẫn chưa mở khóa đăng, mọi người load lại xem. À, địa chỉ ví, mọi người cần gửi địa chỉ ví trước. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ở trên ví Phantom à. Địa chỉ ví Sol ở trên mạng Phantom mọi người nhé. Ở đây nó bảo là mọi người sẽ gửi địa chỉ ví trên mạng Phantom, nhưng mọi người cũng có thể dùng địa chỉ ví ở trên ví Solet.io cho mình nhé. Thì các bạn vào ví Solet.io cho mình, sau đây copy địa chỉ ví Sol, địa chỉ ví Solana đấy. Ở đây mọi người bấm sao chép địa chỉ ví cho mình. Rồi các bạn vào đây mọi người bấm vào ví số này. Sau đây bấm vào Discover. Ở đây bấm sao chép địa chỉ ví cho mình. Sau đó quay trở lại đây, mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Ok, sau đó tích vào tối, bấm vào Confirm cho mình. Ok, bây giờ mọi người sẽ làm các nhiệm vụ tiếp theo. Retweet là bài đăng này. Rồi kéo xuống bài đăng mọi người vào retweet nhé. Ở đây mình đã retweet rồi. Rồi quay trở lại AirDrop. Tiếp tục nhập username kênh Twitter ở kênh Telegram của kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình. Static và tôi đã retweet. Ok, subscribe kênh Reddit cho mình nhé. Ở đây mở kênh Reddit lên, mọi người follow kênh Reddit cho mình. Ở đây các bạn bấm theo dõi này. Ok. Sau đấy các bạn bấm vào ba gạch ở đây. Tiếp tục các bạn bấm vào avatar ở đây. Ở đây mọi người sẽ thấy cái username kênh Reddit của mọi người đây, copy lại cho mình. Sau đó quay trở lại AirDrop. Mọi người sẽ gửi username kênh Reddit của mọi người vào đây. Bấm vào tôi đã show follow. Rồi. Tiếp tục mọi người do vào kênh Medium, mọi người visit, bấm follow cho mình này. Trước hết mọi người bấm follow. Sau đây các bạn kéo xuống dưới, mọi người bấm collab cho mình. Ở đây bấm collab này.
bấm bô tay đấy. Ok, sau đó mọi người quay trở lại Eros. Đây các bạn quay trở lại Eros. Các bạn sẽ gửi username kênh Medium của mọi người vào đây cho mình nhé. Ok, sau đây bấm vào tôi đã cờ lắm. Rồi, và cuối cùng ở đây mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người sẽ copy lại cái link này để mọi người đi chia sẻ bạn bè với người thân để tham gia dự án Eros này nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Eros đến từ Supla. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.